Sinh lý nam là một vấn đề nhạy cảm, khó nói mà đàn ông rất quan tâm, bởi đã có không ít trường hợp hôn nhân đổ vỡ do vợ chồng không thể hòa hợp trong chuyện chăn gối, mà khởi nguồn là các vấn đề về sinh lý, bệnh lý của chính các anh chồng. Các vấn đề sinh lý nam thường gặp là các rối loạn sinh lý như xuất tinh sớm, yếu sinh lý, suy giảm ham muốn, giảm chất lượng tinh trùng, rối loạn cương dương. Theo thống kê, tỷ lệ đàn ông mắc các rối loạn sinh lý nam ở Việt Nam hiện nay khoảng 34% và có dấu hiệu gia tăng. Cụ thể, trung bình cứ 3 người thì có 1 người có biểu hiện rối loạn sinh lý. Nguyên nhân chính là do một trong những yếu tố như sức khỏe, tuổi tác hoặc do tâm lý, các yếu tố bên ngoài như áp lực cuộc sống, công việc, lối sinh hoạt không lành mạnh. Cuộc sống hiện đại do áp lực công việc, gánh nặng tài chính, những căng thẳng quá độ là nguyên nhân dẫn đến triệu chứng rối loạn chức năng sinh lý ở nam giới. Hiện nay có một giải pháp hỗ trợ điều trị rối loạn chức năng sinh lý nam giới được nhiều người áp dụng, đó là từ thảo dược thiên nhiên. Vương Lực Đan là sản phẩm giúp bổ thận, tráng dương, hỗ trợ tăng cường sinh lực và cải thiện sinh lý nam giới rất hiệu quả. Được chiết xuất hoàn toàn từ các thảo dược quý trong tự nhiên như kỷ tử, thục địa, hoài sơn, ba kích, sơn thù du, dâm dương hoắc, nhân sâm, cam thảo, nhục quế. Vương Lực Đan lành tính và không gây ra những tác dụng phụ sau khi sử dụng. Việc sử dụng sản phẩm thường xuyên sẽ hỗ trợ duy trì tính ổn định của sinh lý nam giới. Mình là Nguyễn Tiến Dũng, năm nay mình 30 tuổi, công việc của mình là nhân viên kinh doanh. Mình đã lấy vợ được 2 năm rồi. Gần đây do áp lực công việc stress nhiều nên chuyện chăn gối của vợ chồng có nhiều vấn đề. Nhưng từ khi được giới thiệu sản phẩm Vương Lực Đan thì cuộc sống của vợ chồng mình đã cải thiện rõ ràng và đời sống của vợ chồng đã hạnh phúc hơn rất nhiều. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.